Cảm ơn quý khán giả của Sài Gòn Television 55.3 vẫn tiếp tục giữ màn hình của chương trình Tìm Hiểu Pháp Luật. Xin được trở lại với luật sư Anh Thư. Thưa luật sư, bây giờ sau khi Đức Phạm đổi tên rồi lại bây giờ muốn đổi tên nữa, xong rồi một thời gian sau lại muốn đổi tên nữa thì có được? Mình không giữ vững lập trường, cứ đổi hoài vậy hả? Có không biết thể... là chú Đức Phạm đổi tên hoài vậy có cái lý do mỗi, gì đặc một, biệt không? Không, tại vì mỗi một tuổi thì nó là có một cái tên thích hợp. thành ra nếu mà Đức Phạm muốn đổi như vậy mà Đức Phạm muốn trả tiền tòa án chỗ này tiền pháp lý thì cũng ok. Chỉ có một việc là đóng 300 thôi. Đóng 300 như là đóng tòa án, còn đóng nếu mà cho luật sư là giá khác là nữa. Khác nữa. Và khi mà miễn sao thật sự tòa họ cũng không có khó khăn gì lắm đâu trong cái vấn đề đổi tên. Họ chỉ make sure là mình không có làm một cái gì đó gian manh hoặc là trốn tránh pháp luật. Đó, chùa thường là như vậy chứ nó cũng không khó khăn gì lắm. Và không biết là vậy thì từ cái thời gian mà mình bắt đầu đổi tên đó chị, cho tới khi mà mình chính thức cái tên mới thì khoảng là bao lâu chị ạ? Thì cũng không có lâu đâu em. Sau khi mà mình hồ sơ rồi đó thì trung bình nếu mà cỡ trong vòng tháng rưỡi là cùng là tối đa. Tại vì thực sự nó không phải là một cái thủ tục luật pháp ra tòa quá phức tạp. Thành ra ông tòa nào khi một cái thời gian mà cái schedule của ông rảnh á, mình có thể chen vào, mình gặp ông và trước mặt tòa mình trình bày thì để cho ông chấp nhận, để ông ký giấy chấp nhận cho mình được đổi tên. Vậy là người ta sẽ gửi cái giấy mới, người ta báo cho mình là mình đã có tên mới và sau đó mình mới cầm cái giấy đó đi, mình đi đổi driver license hay là social là cái đó là mình phải tự đổi. Thì khi mà em làm cái hồ sơ đổi tên cho tòa đó, chẳng hạn khi mà chị làm cho người khách hàng của chị thì chị có hai cái phần. Nhất là chị request được yêu cầu được đổi tên. Sau khi mà chị make cái request, cái petition rồi thì chị có một cái order, có nghĩa là cái giấy lệnh của ông tòa chấp nhận cho đổi nữa. Thì khi mà ông tòa lắng nghe rồi thì ông tòa ký ngay lúc đó luôn. Ký ngay lúc đó thì sau đó là ông tòa đóng cái mộc của không phải ông tòa nhưng mà cái nhân viên của tòa án đóng cái mộc của tòa đó, và sau đó từ cái giấy đó là em có thể đi tới những cái cơ quan nhà nước khác để đổi tên em. Nhưng mà ngoài cái vấn đề đổi tên ra có nhiều khi là đổi vấn đề khác nữa không anh? Thí dụ bây giờ như thế này, đổi tuổi được không? Ví dụ bây giờ muốn đổi cho trẻ lại hồi xuân. Em thì em thấy như là ở Việt Nam là ngày xưa người ta nhiều khi người ta không nhớ rõ là mình cái tuổi của mình sinh nhiều. Tháng nào năm nào nữa. Xong khi mà người ta khai á thì người ta cứ ước người ta khai vậy thôi. Vậy thì không biết là bây giờ mình sang đây mình muốn đổi cái tuổi đi để ví dụ như là như chú Đức chẳng hạn, đổi lớn lên chút hay là trẻ đi chút thì có được không chị? Thì cái vấn đề đó, cái ý nguyện hồi xuân thì mình cũng đâu trách được người ta, phải không anh? Nhưng mà như thế này, trong cái vấn đề luật pháp đó quý vị, nếu mà ngay từ ban đầu quý vị khai á, thường nếu mà khai cái tuổi khi mà làm cái hồ sơ bảo lãnh từ ở Việt Nam hoặc là khi quý vị đi vượt biên ở trại tị nạn á, quý vị có những người thực sự là họ mất hết những giấy tờ trong cái hành trình mình đi vượt biên thì họ mất hết giấy tờ, thì họ lên họ khai cái hồ sơ giấy tờ của họ thì những cái lời khai đó là coi như là nó gần như là nó chết luôn lúc đó. Thành ra nhất là đặc biệt cái tuổi của mình đó, khi mà sang Mỹ rồi á thì nếu mà muốn đổi lại rất là khó, tại vì nó sẽ hỏi tại sao lại đổi, lý do gì để đổi. Thí dụ mà có những người thí dụ từ hồi xưa tôi biết là khi mà di dân hả, di cư từ Bắc vào Nam, từ Bắc vào Nam thì gia đình có thể là bố hay mẹ là khai cho con mình nhỏ tuổi lại để có cơ hội được đi học thêm. Thì khi khai nhỏ tuổi như vậy thì cũng good, là thuận lợi lúc đó. Nhưng mà tới khi làm hồ sơ đi Mỹ rồi á, thì vẫn xài cái tuổi đó, rồi tới khi qua đây rồi thì Thư có một cái người khách hàng thì chị đó chị hỏi là hồi xưa là bố mẹ chị khai tuổi giảm lại để chị đi học, nhưng mà bây giờ chị già rồi, chị mệt mỏi quá, giờ chị muốn về hưu cho đúng cái tuổi của mình thì bây giờ đổi tuổi được hay không? Cái đó cũng là... khó phải không? Đúng rồi, khó khăn. Thành ra là tuổi thì lớn rồi nhưng mà giấy tờ tuổi vẫn nhỏ. Nhưng mà Đức Phạm lại có những người bạn là tuổi nhỏ nhưng mà muốn làm tuổi lớn à? Không, họ đã retire từ lâu rồi. Họ nói ủa sao ông vẫn đi làm vậy mà không đi làm lấy gì mà. Thì họ đã được trên cả 10 tuổi rồi, có lẽ là từ cái lúc mà họ sang đảo hay gì đó. Hay là ở Việt Nam làm. Nhưng mà có thể là họ về hưu non không anh?
Cái đó thì không biết nữa. Đó, thành ra là... Nhưng mà đặc biệt là Việt Nam mình nói như tình trạng chiến tranh thì giấy tờ mất rất nhiều. Đúng rồi, đúng thì rồi. Sau đó cái mà giấy tờ thế vì khai sinh này kia đó thì có được chấp nhận không? Cái cũng tùy thôi. Thì đó tùy trường hợp. Tại vì như thế này quý vị, cái hoàn cảnh xã hội ở Việt Nam với hoàn cảnh xã hội ở Mỹ nó khác. Thành ra và cái thủ tục mà di trú nhiều khi nó rất là khó khăn và nó người ta không có thông cảm, người ta không hiểu cái hoàn cảnh của người dân Việt Nam mình phải trải qua. Chẳng hạn Thư có một cái người đến với Thư, một người khách hàng, họ hỏi như thế này: khi mà họ di dân, anh em bố mẹ di dân từ ngoài Bắc vào vào Nam, thì trong cái quá trình như vậy thì mất hết tất toàn bộ giấy tờ. Đúng, mất hết toàn bộ giấy tờ, nhưng mà họ cũng không có làm giấy tờ liền. Khi vào Nam á thì 10 năm sau họ mới làm giấy tờ, cái đó nó gọi là bây giờ không phải là cái giấy khai sinh gốc nữa rồi, thế vì khai sinh, thế vì khai sinh thôi. Thì khi mà làm như vậy thì cái người, cái anh khách hàng đó sau khi đó thì định cư ở Mỹ, thì anh đó mới làm giấy tờ bảo lãnh cho cái người anh em của mình. Đó, người anh em mình thì cái sở di trú nó nói là tại sao mà cái giấy khai sinh như vậy mà 10 năm sau mới làm. Như vậy là cái khả năng giấy tờ giả rất là cao, nó không chấp nhận. Nó không chấp nhận. Thì anh này mới giải thích, anh này nói là từ đầu khi mà tôi làm hồ sơ đi Mỹ, định cư sang Mỹ, là tôi đã khai anh, cái người này là anh em của tôi rồi, và cái hồ sơ giấy tờ tôi nộp là cũng y chang như vậy thôi. Tại sao lúc trước tôi không bị trở ngại mà bây giờ tôi làm bảo lãnh thì bị trở ngại? Thì thưa quý vị, cái luật di trú á, thứ nhất, nó đôi khi nó dựa vào cái cảm tính của cái người giải quyết cái case của mình nữa. Cái nhân viên sở di trú có những người họ thoải mái, họ dễ dãi, họ thông cảm. Nhưng mà có những người họ rất là khó khăn. Và khi mà cái nền kinh tế Mỹ nó xuống, hoặc là cái tình trạng cái người di dân, cái người mà nộp đơn để di dân sang Mỹ quá nhiều. Thì cái người xét đơn họ lại càng trở nên khó khăn hơn. Thì khi như vậy thì họ mới nói là cho dù anh hồi xưa anh khi mà anh đi định cư anh khai như vậy đi nữa, nhưng mà cái khả năng giấy tờ giả làm Việt Nam rất là cao. Và thực sự Thư biết là Việt Nam làm giấy tờ giả rất là nhiều, không? Bằng cấp giả, rồi khai sinh giả, rồi cái gì cũng làm giả được hết. Đó, thành ra cái sự nghi ngờ của Mỹ, của người nhân viên cũng có căn cứ đấy. Đúng rồi, chứ không phải là không. Nhưng mà vì lý thì đó, bây giờ sau đó thì họ mới, nhưng mà Mỹ họ mới là à, nếu vậy thì bây giờ nếu mày muốn là chứng minh là anh em này ruột thịt thì bây giờ mày làm DNA testing. Thì cái đó là chính xác đấy. Thử DNA. Thì cái thử DNA đối với người Mỹ nó là việc rất là dễ dàng và nó không có mắc lắm. Không mắc lắm. Nhưng mà đối với người Việt Nam, bây giờ một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ thì làm như thế nào đây? Làm thế nào? Bây giờ một là cái người anh nghe phải qua đây, thí dụ theo diện du lịch, thí dụ như vậy, rồi mới lấy cái sample thử ở bên đây luôn, hai em cùng thử bên đây, hoặc là cái người bên đây phải gửi về Việt Nam cái mẫu như thế nào. Nhưng mà biết đâu thí dụ cái người mà giải quyết cái case bảo lãnh đó, cái người nhân viên di trú hỏi nè, gửi mẫu về mà Việt Nam làm lại làm giả nữa thì cũng khó, thành ra cũng tội. Cũng tội. Những cái trường hợp như vậy là cũng không có lường trước được. Và có những cái người nhân viên của sở di trú họ rất là khó khăn thì cũng đáng buồn. Mà nhưng mà mình cố gắng hết sức và mình trình bày cái hoàn cảnh thì hy vọng là có thể là cái người quan tòa hiểu cho cái hoàn cảnh đó anh. Đúng như có câu hỏi gì nữa không? Nhưng mà ngoài cái vấn đề mà bây giờ mình nói đổi tên rồi gì, đổi tuổi, bây giờ đổi cái gì nữa, tình trạng hôn nhân à, thí dụ như là thí dụ bây giờ một ngày đặt trời nó có một ông nào cũng ông Đức Phạm mà không, ví dụ vấn đề Việt Nam thì lại nhiều khi nó thì chúng ta hôm nay hơi hồi xuống hơi nhiều phải không ạ? Đổi tên, đổi tuổi, rồi bây giờ tới đổi tình trạng gia đình nữa. Thì cũng tội, nhất là những người ở Việt Nam, những cô gái Việt Nam khi mà có những anh Việt kiều về Việt Nam làm thủ tục giấy tờ, hoặc là thực sự như là chưa làm giấy tờ đâu nhưng mà về Việt Nam và dùng cái mã Việt kiều của mình để nói là bây giờ hứa hẹn viễn vong rồi đó anh, em chịu anh đi này kia thì anh sẽ làm giấy tờ cho em này kia, bảo lãnh cho em. Nhưng mà nhiều khi cái đó là dụ thôi, chứ chưa chắc như vậy. Nhưng mà nếu mà thực sự anh đó làm cái giấy tờ hồ sơ bảo lãnh thì Đức Phạm biết cần cái giấy tờ gì khác nữa không?
chắc phải có một cái gì để chứng công hàm độc thân hay sao? Độc thân à? Nghe là công hàm độc thân. Công hàm độc thân nghe rất là nghiêm trọng ạ. Công hàm độc thân. Nhưng mà thực sự cái đó cũng là một thủ tục rất là đơn giản. Thì bây giờ đố anh Đức và đố Yến Nhi á, nếu mà muốn chứng nhận mình là có cái công hàm độc thân đó đó, không? Thì muốn chứng nhận vậy thì phải qua thủ tục gì? Tôi không biết ạ. À. Bây giờ mình đang tìm hiểu sao. Nhưng mà mình cũng không muốn đoán à. Như thế này, khi mà hệ thống, khi mà anh đi làm đổi tên gì, đổi tên thì anh phải qua cái hệ thống nhà nước và tòa án của cái district court của cái county đó. Ví dụ như ở của mình ở đây Arlington là cái Tarrant County, thì khi mà anh làm cái giấy chứng nhận độc thân á, mà hoặc là anh Đức gọi cái từ là công hàm độc thân á, thì anh cũng phải đi lên của cái cơ quan nhà nước, cái clerk của cái county này county à, và họ sẽ làm cái giấy chứng nhận đó cho mình. À, và cái thủ tục nó cũng rất là đơn giản, mình chỉ lên cái county clerk mình họ hỏi và họ sẽ đưa cho mình cái giấy tờ mình điền, và cái tiền chi phí nó cũng không là bao nhiêu, rồi là họ lại cung cấp cho mình ngay lúc đó. Thường nhưng... chị em thấy nhiều ở chỗ, những chỗ mà người ta bán vé máy bay hoặc là người ta chụp hình passport rồi đồ á, người ta cũng có giới thiệu là chứng nhận gì công hàm độc thân đó, thì không biết thì là đó. Mình có thể tới đó mình nhờ người ta hay là mình thì đó người ta làm giùm cho mình, nhưng mà cũng phải đi theo họ lấy lại phí, đó là mình qua người ta đúng rồi. Đúng không rồi. Mình cũng có thể trực tiếp mình lên đó. Đúng rồi em. Đó, chẳng hạn như là Yến Nhi mà dễ thương vậy lên là. Nhưng mà phải anh là tới là phải có công hàm độc thân chứ. Phải hỏi công hàm độc thân trước. Công hàm độc thân. Đúng rồi. Nhưng mà Yến Nhi có định làm sao bây giờ, định lấy cái người ở đây hay là lấy người về Việt Nam? Em thôi lấy về Việt Nam, không biết em có phải làm công hàm độc thân. Công hàm độc thân không hả chị? Vâng, thưa quý khán thính giả, vừa qua chúng ta đã được luật sư Anh Thư hướng dẫn trao đổi tên, đổi họ, đổi tuổi và đổi cả tình trạng hôn nhân nữa. Cảm ơn luật sư Anh Thư rất nhiều, và luật sư gửi lời chào đến khán thính giả trước khi chúng ta chia tay. Kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV. Rất là vui khi được đưa những cái tin tức đến quý vị và được quý vị tiếp nhận trong cái chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp. Và Thư cũng cảm ơn Yến Nhi và anh Đức đã tham gia chương trình cùng Thư. Xin kính chào. Kính chào.